Yến Phương xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, Yến Phương xin giới thiệu đến quý vị chương trình lễ hội Trung Thu do Nhà Việt Nam tổ chức. Và ngày hôm nay đặc biệt là có Alex và Amy đại diện cho Nhà Việt Nam để gửi đến quý vị một số thông tin chi tiết cho ngày lễ hội Trung Thu năm nay. Xin chào Alex và Amy. Dạ, xin chào chị Phương và xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt TV. Em xin chào chị Phương và em xin chào quý vị khán giả. Không biết là hai em có thể cho quý khán giả được biết là cái ngày lễ hội Trung Thu năm nay thì Nhà Việt Nam mình tổ chức sẽ rơi vào ngày nào và cái địa điểm tổ chức ở đâu? Dạ thưa chị, thì năm nay lễ Tết Trung Thu do Nhà Việt Nam tổ chức sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 10 và từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Địa điểm năm nay sẽ là ở Nova Annandale Campus Fitness Center and Gym, 8333 Little River Turnpike, Annandale, Virginia 22003. Không biết hai em có thể cho mọi người biết là cái chương trình lễ hội nó sẽ gồm những cái chương trình nào và có chương trình nào đặc biệt có thể giới thiệu đến quý khán giả được không? Dạ, chương trình Tết Trung Thu gồm có múa lân, thi ca hát, thi talent show, cũng có thi vẽ và biểu diễn võ thuật. Ngoài ra cũng còn có rất là nhiều trò chơi dành cho các em thiếu nhi và cho cả người lớn. Nói về thi talent show thì mình có cần phải ghi danh cái giống như là cái ghi danh có cần phải ghi danh hay không và cái hạn chót ghi danh là ngày nào cũng như là cái độ tuổi tham gia có giới hạn hay không? Thì cái phần talent show này cần phải ghi danh trước và hạn chót ghi danh là ngày 20 tháng 9 năm 2017. Cái độ tuổi tham gia? Cái độ tuổi tham gia là cho những em từ 5 tuổi cho tới 18 tuổi. 5 tuổi cho tới 18 dạ. tuổi. Thế thì mình vào đâu để mà mình lấy cái application form để mà ghi danh? Cái địa chỉ và cái website nào để mình có thể lấy cái form đó? Để ghi danh thì khán giả có thể vô website www.vnlac.org hoặc là có thể liên lạc Nhà Việt Nam at nhaviệtnamhtd@gmail.com. Quý vị cũng có thể gọi cho cô Nguyễn Thu Thủy qua số phone 703-622-2507. Thì được biết cái ngày lễ Trung Thu thì đó là một cái là ngày lễ hội cho các em thiếu nhi. Và không biết là có một cái chương trình gì đặc biệt để mà cho các em thiếu nhi biết rõ hơn về cái nguồn gốc Trung Thu hay không? Rước đèn Trung Thu là một phong tục và cũng là một niềm vui cho tất cả mọi người, nhất là những em thiếu nhi. Thì xong chương trình sẽ có rước đèn Trung Thu và chương trình cũng sẽ tặng các em những chiếc bánh Trung Thu nhỏ nhỏ và những lồng đèn cá chép hoặc là rồng bay phượng múa. Để cho các em nhớ về, cho biết về cái phong tục, cái ngày lễ Tết Trung Thu cổ truyền của Việt Nam mình. Và ngoài những cái chương trình mà hai em vừa giới thiệu thì có một cái chương trình gì đặc biệt hơn cho cái ngày lễ hội Trung Thu ngày hôm đó không? Trong ngày lễ này thì có một số chương trình đặc biệt dành cho những người tham gia. Một trong những chương trình đó là có chích ngừa dịch cúm miễn phí cho những người sẽ tới đó. Và chương trình này được bảo trợ bởi Walgreens. Vậy thì là quá tốt, vì là mấy em nhỏ thì được vui chơi Trung Thu, còn người lớn thì còn được chích ngừa flu miễn phí ngày hôm đó nữa. Thì nếu mà tất cả nhiều thứ miễn phí như vậy thì chương trình của mình cũng vào cửa miễn phí luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thế thì cái đó chắc cũng là một cái khó khăn, không biết là chương trình mình có cái khó khăn gì hay không? Dạ thì hầu như tất cả mọi thứ ở trong chương trình đều là miễn phí, vào cửa miễn phí, rồi chích ngừa miễn phí, cho nên chương trình cũng đang đi tìm những nhà bảo trợ. Hiện tại thì đã có một số nhà hảo tâm đã bảo trợ cho chương trình được một khoản, là Mamala Kitchen thì đã ủng hộ 2.000, Jewelry DuPont Jewelry ủng hộ 300 và một số mạnh thường quân khác thì đã ủng hộ 700. Tổng cộng hiện tại thì làm bên Nhà Việt Nam ban tổ chức đã có khoảng 3.000 để mà hỗ trợ cho chương trình. Thì
Nói thật ra thì như vậy vẫn là chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Dạ, tại vì theo thông tin mà em được biết thì chỉ book cái chỗ, địa điểm để mà mình tổ chức không thì số tiền và cả tiền bảo hiểm nữa là đã gần 4.000 rồi. Cho nên là bên nhà tổ chức vẫn đang đi tìm thêm những người sẽ đóng góp, ủng hộ cho ban tổ chức để có thể giúp cho ban tổ chức có được một lễ hội thật là vui cho các em thiếu nhi. Thì nếu như mà những ai có lòng hảo tâm và mong muốn ủng hộ cho cộng đồng người Việt của mình thì xin hãy liên lạc Poppy Lee 703-350-6241. Và đặc biệt thì ngoài cái chương trình chích ngừa rồi miễn phí rồi các em vui chơi Trung Thu thì đặc biệt chị biết ngoài ra thì nhà Việt Nam ngày hôm đó cũng có một cái lời kêu gọi, bởi vì nạn nhân trong những cái trận bão vừa qua nữa, đúng không em Mivales? Yeah. Thì nếu mà ngoài cái việc bảo trợ thì mình gọi cho anh Bubbly Bì Lý và những cái còn những cái đóng góp này thì nếu mọi người muốn đóng góp thì đóng góp như thế nào và gửi cái chi phiếu về cho ai? Và cái ngày hôm đó mình có thể cầm lên tận ngày hôm đó luôn hay không? Thì hai em có thể chia sẻ thêm một chút chi tiết không? Yeah. Mọi đóng góp xin gửi về nhà Việt Nam qua địa chỉ email nhavietnamhtd@gmail.com. Mình và nói thêm về... có số điện thoại của cô Thu Thủy 703-622-2507. Cái buổi ngày hôm đó nếu mà quý vị đến tham dự cái lễ hội Trung Thu của nhà Việt Nam tổ chức thì ngoài cái việc là chúng ta những người lớn sẽ được chích ngừa miễn phí đến từ Warren bảo trợ, và các em nhỏ thì được rước đèn Trung Thu cùng với những chiếc bánh nướng bánh dẻo nhỏ xinh xắn để các em nhớ thêm về để biết và hiểu rõ thêm về ngày lễ Tết Trung Thu, và đặc biệt thêm là chúng ta cũng giúp một chút ít để cho các nạn nhân bị trong những trận lũ lụt vừa qua. Và đặc biệt á, là Amy với Alex có nói với chị là còn có nhiều cái chương trình ca nhạc nữa, đúng hay không em? Dạ, dạ, thì em là em đảm nhận phần giải trí, ca nhạc giải trí. Cho nên là trong đó thì chương trình ca nhạc một phần sẽ có những tiết mục mà những em đã thi talent show đó. Thì for talent show là mình sẽ có audition trước và sẽ thi trước ngày 1 tháng 10. Thì thời gian thi sẽ là Chủ nhật ngày 24 tháng 9 từ 2 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều. Địa điểm sẽ ở nhà Việt Nam, địa chỉ 308 Hillwood Avenue, Fortress, Virginia 22046. Sau audition thì ban tổ chức sẽ chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để trình diễn ở trong mục giải trí ca múa nhạc. Thì ngoài ra mình có múa lân như lúc nãy là chị nói, rồi có những tiết mục đánh võ và những tiết mục ca nhạc rất là đặc sắc khác. Thời gian thì cũng không có nhiều. Một lần nữa thì Yến Phương cũng xin gửi lời kêu gọi mọi người hãy dẫn con em mình và cả gia đình đến cùng chung vui ngày lễ hội Trung Thu truyền thống do nhà Việt Nam tổ chức tại trường Nova Annadale. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị thật đông và hưởng một ngày mùa Trung Thu thật ý nghĩa bên gia đình. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và một lời chào. Xin cảm ơn chị Phương. Xin cảm ơn chị Phương.